Bùng dù kiếm mô tả trên hâm, mô tả ngâm bằng lời trình con biển và dìm đài truyền hình Việt Nam gì. Mô tả trên hâm để trá dìm tế bùng sách Lai Châu, mai quý dệt trên biển tút xiến dìm bộ tỏi có phính chỗ miền. Trăm tháng quý có lần biển tút xiến này đạt châu tốt bằng đỏ nông tống, dìm buồn xin. Dìm sĩ kháng yêu mô tỏi châu căn tế chủ trương dìm đảng dây cứu quốc chẳng dây trình sầu pháp luật, mai kháng kháng cái bài lống. Căn tế tử xiến dìm buồn xin, nếu bùa tổng xếp triệu khâu, mình trồn con yêu bố tỏi vì bông tỏi liệu văn hiếu chấu nhận khúc trăm chuồng ngọ chế tổng trăm quàng tế tiểu công đã mách bên chấu cuốn cấu chấu căn tế tiểu văn hóa lống rồi giải quyết túc lống tế tiểu buồn khâu mài chuốt diêm cầu đồng tàu túc mài tiểu nhuồn trồng chế liệp tẩy lăng cao hơi cao mài dồn kít bành on văn hiếu. Lai Châu tôi hiếu tháo đại bác trận sáng kỳ khiên quốc và chế năm tống quyền tổng bệnh địa lý cứu quốc phòng an ninh. Dìm nay bài nghị chợ phính biển trường trang dìm, dìm này muốn tỏi phính trồng biển trên bài phát trú chợ bọn bé lầm xanh. Dìm chỉ kháng quý sĩ can ninh chính trị trật tự an toàn xã hội can ninh phính biển tôn giáo, an ninh kể khen quốc ruộng tú cầu trên. Liệu chớ thú tí tiểu công khác này chấm có tháo non tóng tiểu bong dìm có biển cố trường lăng, lần biển tú xiến dìm tóng của tỏi phính trồng biển. Tổng hán con đã buồn biển nói bài dệt nông tống trên bếp hồ tái kiểu có phiến trò biển giam cộng đồng dân cư. Nị giá lầm xanh bài quý dệt trên biển tức diễn buồn chám bếp phiến trò biển. Chám quý cho canh nông tống đại bếp trò diếp tàu canh đàng dứt kéo lần biển dân nhau có lần biển cố trường cỏ trường miền tức diễn. Duồn cháu lống cổng sĩ chuồn con tò can tế đường lối chủ trương chiêm đảng quốc chàng chi chính sau pháp luật tháo phát tái cứu biển dân màng đỏ khác biển tức diễn mày ruồn trộn con bốt biển dân tẩy lang giữa mái nồng rằng in mấy cháu pam luật mình keo mấy niềm mượt mấy cháu đót bình an ninh trật tự cháu can diềm dần văn minh chàng cứu cháu can kiến pháp pháp luật trần chấm chuồng ngò chế liệp diềm dần văn hóa diêm tống dân cư chế liệp lang chàng xiang. Nhà bố tổng với trần giáo công béo biển, dòng cỏ biển dân cháu lúng có tiểu công dâm tẩy lăng, trộn mẳng khiếu tố giác biển băm chui, bong quần cấu chết an ninh trật tự kết chế liệp giành gáy lầm dân bố cấu an ninh của dâm tẩy bùng. Kể hết này lành biển tức xiến dòng kết chuẩn cứu ban cháu công và trận, cứu có tổ chức đoàn thể chuẩn cháu cầu sĩ quản lây, giáo quốc kịnh bái trí lành biển, tốt bốn chuối tù táo xuân tẩy bùng, yêu miền trận dặn in bông chấm quảng tí tiểu cành nhai liều bếp hòa nhập cứu cộng đồng chuồng chuồn con diêm cốt lang kỳ khiên cúa đều mô tỏi máy diễn máy muống căn miền hiếu máy lống biển cha béo mình chám quý tổng mặn kháo mà biển tức diễn dâm tệ bông bếp nhỏ tròi biển dân đã bài chám tiểu viền thiêu mặng bột lống đỏ ăn bắt tám hạt bé đúng rồi tối đây cùng mình bảo làm cái đó rất là cao bởi cái do cái đặc thù của tỉnh cũng trên 85 vậy tới tiền bằng can hát diêm sáng đại bách quý bế triệm quận bế bốn tòa phiến trộm biển diêm thắng kiềm đầu cơ quan thường trực chuồng tham mưu buôn cơ quan sáng chấu về tế chính sâu vĩnh biển diêm đại ba chính sâu vĩnh biển tức diễn diêm cộng đồng phiến trộm biển hãng chính này ghi chậm chạy sách bài bếp 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 chụp lộ miền tức diễn thủ quỷ ban dân tộc lành thấy biên buồn quần trăm cấp vĩnh biển chìm xanh nét bếp lực nhận bài trăm kiếm bài chống phà con túc muốn giết với cầu xì chuồn con kêu muốn tỏi chấu có chính sâu bong muốn tỏi hiu diễn chấu canh túc mà chay diễn biệt đảng kêu quốc chàng người này biên tức diễn giọng chấu vắng buồn muốn tỏi mặc canh nếu bố trường chân dành khốp chế liệu đang chẳng xiang cấu trúc bài chết an ninh quốc phòng chiếm có tiêu cầu chiếm chiếm dần nếu bố biết chỉ nom phán viên liều bố tòi mang căn nơi đồng bào nơi địa phương mình sinh sống hiểu được chính sách dân tộc hiểu được thực hiện đúng tin theo đảng theo nhà nước và ủng hộ đồng tình ủng hộ thì cũng đã ngoài ra thì ngoài cái và người uy tín ngoài ra cũng còn làm gương bản thân người uy tín họ là cái người đã có uy tín trong dòng họ dòng tộc là tại địa phương mình sinh sống nhưng ngoài ra họ cũng là tham gia là sản xuất này,
lao động này, xây dựng nông thôn mới này, đảm bảo an ninh quốc phòng trên mọi lĩnh vực của đời sống, thì họ là cái tấm gương sáng, tấm gương sống, tức là để cho gọi là đồng bào và con em mình là noi theo. Ông Tần Văn Xin, bản Phò xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đã thông báo tội chiêm chủ làng xiến bầu chống biển tức xiến mại chiếp phái kháng. Tới kiếm trong tống chiêm bổn xin, ông Xuân Trùn con chiêu bố tội chiêm tệ lăng, tổ khắc chiều tròi chiếu canh chủ trương chính sâu chiêm đảng của trạng dị pháp luật, chuồn bù xếp chuồn lăng phán kháng cho nhện khúc chiến lược lăng tràng xiang. Bổn xin biết chỉ làn trận lăng, kiêm bí thư chi bộ công xếp mệnh đảng chiêm có tiểu công, chuồn trên chấu có sàn khấy vì đâu phải tệ bùng bùn chốt. Ông Tổng trà bất tốt lành bành tàu bằng khen giam Thủ tướng Chính phủ mài có tiểu công chấu lống giam sĩ cổ độ chấu canh hiệu tròi vào các Hồ Chí Minh, khang khang ý chí là dịp lụ, thao khang ý chí là dịp chu. Lành biên tức xiến biết chém chấu phắng bình đẳng, chấu liều bố tòi bằng buộc, bua buôn đảo ni, nát tiểu cao cành đai, tháo lăng, dê tổng bếp buôn bọn đào đi càn ngam buôn, bọn đi sòng bài, chiếm bếp viện thiêu quân hố chuống, liêu phán kháng kinh tế, giúp quốc khu chuống giấy bằng thuốc bột lống, găng này, mối tội bằng can, biên tức tiến tuần có viện tiêu nằm, kéo thúc mày kéo tới tiêu trống bài lống, kéo thúc mày tế văn quá còn đốt vĩnh miền. Bản Phò xã Bản Lang, huyện Phong Thổ bày chết chiếm chết khuất biển mà chết bếp buồn bếp bố tỏi dương biển tràng nghiêm ni tráng lập lang dòng bài nghị chụp phấy khuất biển chuồng đang khôi vậy tiêu nằm bắt cạnh mình thuốc thông khiếu lưu bất dị chuồn có kêu bố tỏi châu canh tí chính sâu pháp luật dâm quốc trạng dòng buồn bài trăm tiểu khâu nhất bất tế chính sâu thánh dâm quốc trạng bắt cạnh chấu túc bài cáo lống lưu dâm cộng dị chấm chuồng gò dâm nay tờ giết chí kháng phát nái dìm rụt lăng mai tiêu trần chấu dìm có đoàn tề nhét với chấu canh lống đồng tổng lành biển tốt xiến dìm cùng sự chuẩn con việc yêu muốn tại biển sinh dìm dành kinh tế chẳng lăng đà bếp viện thiêu bài trăm. Biên tức xiến tổng bếp xuân chấu thúc mặn đò đông tống mình đằng trên chấu dìm có tiểu công ngán yêu lành biển dân buôn đảo đi chấu keo viện thiếu có thể trùng khuất chuống bài siêu sành hăng phai bếp xì chuồn chống biểu công sự hòa giải chiêm cơ sở bông bôn coi tốt trên cối lầm dồn kết năm tống giảng chiêm. Ban mặt trận kết trường kiếm biển tức xiến dìm rụt lang cứu bí thư chi bộ có ban lãnh đạo kết trường kiếm biển dân dùng kết kéo tỏi chiếm máy tú công hai làn bắt lống dùng kết liều bắt chàng công bong tỏi liều trở nhanh hốp. Huyện Phong Thổ bài chết bách chết điệp chết làn biển tước xiến, chí kháng quý chấu canh rong tống biển tước xiến dâm huyện, tuần chuồn con kêu biển dân chấu canh lống tới chủ trương đường lối dâm đảng, cứu quốc chàng chế chính dầu pháp luật, dâm biển dân trường chấu quốc sàng khấy dồn phỉ yêu, lâm quốc trường khá chế liệp lang chẳng xiang, lâm dân dồn kết chế liệp dâm dàn văn hóa, lâm dân bố cấu an ninh quốc. Thông quý bài chấm tiểu công, công chấu túc mài đỏ, bồn đào ni, bong công, bong khá, chế liệp béo biển kiền phú, chấm quảng trời nạn xã hội, chế liệp quy ước dâm nhu lăng. Kỳ kết này chấm biển tốt xiến đã trên khuôn cấu chấu khăn tí tiểu còn đốt văn hóa dâm phính biển, dâm gì này bên nghệ nhân, biển khiếu mình chăm, lo trồn giáo có thành dùng, có thành giàu, có nghề canh lù khoai, trồn buôn có thóng biển càng, bên đằng bong có chấu bà, đêm bài gặp thái cứu tiểu mại dêm tệ bung bong buồn chế liệp đảng chế liệp chính quyền cào khoai cào trên kiên nhất với làn biển tức xiến dêm quyền ruồn chết trần chấu chiều khấu chấu bình đảng chế liệp mâu phấn chấu bài lống bài siêu nhiệm hàng thì
Diêm tống bố tội phính trong biển bế hăng tế bông cho căn tút lống đồng tổng dầm lạc biển tút xiến bếp bố tầm biển dân tổng bếp ổn hiếu xiến biển chính sâu dầm cú chàng nhì phong tổ tổng bếp viện dìm kể khen cua mốt tội chống dần văn kháng tốt hòa lống an ninh trật tự cấu trên liệu mai tức nói tiêu nói dạy bọn bong khô dầm làn biển tức diễn tới kêu có thể lăng chưa bộ đàm bệnh chế bằng trăm làn biển tức diễn kiệt tới tiêu tốn đi bộ diễn can chống dần khớp giói các này bộ tội diễn châu can làn biển tức diễn tổng bên bài tế khác chàng trải kiểu bên mai tư tế chi nói tổng chính bất tí phẳng bộ tội dìm chủ lăng gần phong thổ chiếm bằng can đã làm tốt rồi thì cho dù người ta chưa nói gì thì bà con cũng đã tự mà học theo rồi. Đến lúc người ta đã đưa ra những lời nói, đưa ra những mô hình thì bà con hoàn toàn tin tưởng. Đấy, có những người có uy tín, có những trang trại này, có cửa hàng này, có xe ô tô này, có nói chung là có vùng phát triển kinh tế rất là tốt. Đấy, đây thì đây chính là cái tấm gương cho bà con của các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phong Thổ noi theo và học tập. Lăng than tri khổ, xà không tu ghen xin khổ, đi chám bài dịch bếp phạm chịp phạm khố miền, dịch bếp buồn bếp bềm mông miền, dếm nền bài quý bếp chịp buồn bếp dếm chu lăng, ngâm sinh hoạt tôn giáo dâm y tống nhóm đại bếp than tri khổ, cứu bề cơ. Chí kháng quý kháng bài từng bằng tháng dùm đàn kiểu quốc tràng kia dùm dì chèn coi có lời chuyện chiến sơn thánh dùm phản kháng cho nhện khốp chấm trùm ngò, dùm dành chấp mối tội chu lăng đàm bài chăm tiêu viền thiêu. Buồn khốp biệt trộm đặt tứng bìa tốt chăm. Quý cộng sĩ lâu khiếu bằng dìm cướp quỷ chính quyền tệ bung chám quý dì tôn giáo dìm du lang đã còn tình có tiểu công chiếu bằng tốt lống ai can tôn giáo dìm có điểm nhóm cấp ủy chính quyền tệ bung sườn kết chuẩn cứu lực lượng công an xà trồn con bình tế chủ trương đường lối dìm đảng cấp của chàng dây tháo cứu bố đòi kế khích này từ xiến dìm của làn biển nhâm con điểm nhóm chỗ con chuồn con đã tức trưởng bài lống dầm dành bố tội tướng biệt tức ổn tiền chỗ con chơi tiết chủ trương đường lối dầm đàn kiểu quốc tràng nhì ni chá lang than chi khổ con tan tổng kháng giả khổng thu con chuống mỗi tội mấy dòng chuột ảnh cường phải có tiểu con chuồn con liệp hoang quốc tràng mông nay tổng bếp bố tội đà kiếu bằng phinh béo cô có thế lực mấy lống nồng canh dị chuồn con chết tàu biển chuồn sinh hoạt tôn giáo bám pháp diêm đồ nhóm giúp xã không thu ban chính quyền kiểu ban tiền giáo tổng chuẩn con buồn có làn biển đai diễn về tới chính sầu diêm đàng kiểu quốc chàng như bố mấy muốn căn miền nhớ mấy lống mấy mình căn đi bua tin vào của tin lành nào thì mình tin đấy thôi mình không cho nên là không đi nghe kẻ xấu các thứ để cho lợi dụng mình. Tổng hát bộ đỏ đàn biển tức diễn bài dạy năm tống trên bếch quyền tổng, đại bếch chậu chiếp dân bố tài phính trong biển cứu ban ngành đoàn thị. Bếch dạy năm con đều chấu lống chính sâu lầm rụt kết phính biển. Này bếch kênh tỏ biến bong quẩn trồn con bình tế chủ trương chính sâu dâm đàn, cứu quốc tràng về pháp luật. Trồn con quân bố tội tỏ khăn nhiều tròi bằng lống, chống bình tế tiêu chiến biến thải bệnh dâm có thế lực thủ trạ. Thánh cấp buồn phiến mà chói bong cấp ủy đảng chính quyền tệ bùng hiếu thú có tiểu công bài dâm tóng với biển chàng dâm. Kỳ khiến này, biển tức diễn dòng bất trần trần chấu có nằm sàn kháy lầm dân bố cấu an ninh của dồn kết chế liệu dềm dành văn hóa, chuồng bu chế liệu lang chàng giang. Dồn bình đẳng đấu tranh chống có tiểu công chấu bam pháp luật, tế tiểu công chấu cảnh cần bách lống tháo tế tụt lây, tế tiểu bài ruồi dềm phiến miền. Chấm quảng tí tiểu công bắt sông bến chấu, nát diễn biệm miên, yêu mốt tội cuốn cấu chấu canh còn đốt văn quá vĩnh miền mài ruồi. Đối với xã Khun Há thì cái lực lượng uy tín ta cứu xã Khun Há quận biển tức diễn bông mày quyền tổng chăm sĩ phán kháng chống dịch góp tổng hát chấu canh chế liệp khối lâm dồn kiếp dâm xà
Mặc đồ kháng có tiểu công khi triển khai theo cơ sở, dân chỉ kiểu lần biển tức diễn trường chiếu bài tiểu bông, bề tế chủ trương chiêm xạ chấu tháo. Cơ sở tổng hát chiêu bố tỏi chiêm có tiểu công chiêm của Nhu Lăng. Cái chủ trương mà của xã thực hiện đến cơ sở, cũng như cái việc là vận động người uy tín này, đóng vai trò là việc là tuyên truyền vận động cho công tác ra từ là giáo dục, về an ninh, rồi là về các cái hoạt động khác của bản. Chí kháng quý bài tiết tiểu bon chim có lành biển cố trần lang biển tức diễn thớ trá lầm sáng lai châu đã yêu tốt bài phát bia bái khố miền chim hưng chậm chề lang giả kể hên cố trần chống bầu phẳng biển dân cảnh cuốn cào biển mốc giới yêu bài quý y bái lành biển xấu con có điểm nhóm cứu biển dân chuồng sinh hoạt tôn giáo chấu căn pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo kéo tới của tỉnh chim tề bung mình có tiểu công tôn giáo chuồng kiếm bút toàn biển dân thánh bài chiên trí bổn phiến liền tháo cấu chết an ninh trật tự buôn lực lượng chức năng hình dáng dân tề bung xanh đảm bài càng bái luật biển tức diễn chuồng kiếm chính quyền cơ sở chiếc coi kêu miền dân chiêm có tề bùng mằng kháng với ói béo tề bùng bình chiếc quàng xì béo tề bùng on hiếu chớ nhận khớp on tiền chiêm nhận tông tháo bách chỉ khuôn miền dân béo tề bùng táo xuống lụ tón diêm chấm bầu phẳng coi túc mày múa tỏi cành cuốn huyện an ninh trật tự túc coi quang chớ công bài lóng cách này bong bổn cấu chết on tiền an ninh trật tự chiêm tề bùng bế cốt tón kể khen cuốn cấu túc mày trên tờ di dạy tiểu bằng chiên diêm cổng xì lần biển tức diễn diêm tiểu bung công chuẩn vận buồn bài trăm tiểu khâu nát chế độ chính sâu dòng bay ai gián cố mấy kèn kiền khiếu tháo công nghệ p.0 tờ tháo khâu liệu khiếu tháo con buồn qua thòng biển lún chiến gián diêm chám tháo có cướp ngành can trung ương tháo cơ sở mai có tiểu công bài gặp liệu liền tập châu can tút lống đom tống diêm có lần biển tức diễn diêm có tiểu công diêm dành xã hội bông bồn bề tiểu phán gián bài chiến lống diêm dù xanh.